Anh em muốn robot free, ok, mình đã có cách cho anh em đây. Đơn giản thôi, anh em chỉ việc lướt xuống dưới, bấm like cái video này, subscribe và nhấn vào nút chuông là anh em đã có thể có cơ hội nhận được robot free sau khi xem cái video rồi. Thì cái video mình sẽ để một cái gift code ngẫu nhiên ở trong video và nó có thể xuất hiện ở bất cứ đoạn nào. Anh em chỉ cần tập trung coi hết cái video và sau đó nhập là anh em sẽ được. Và nó xuất hiện khá là nhanh, anh em hãy cố gắng tinh mắt để nhìn nó nha. Và cái thứ hai, đây chính là anh em có thể nhấn like, subscribe, đấy, nút chuông và anh em kéo xuống phần mô tả. Và anh em nhấn vào tham gia cái link Discord mình để ở dưới phần mô tả. Sau khi tham gia vào, anh em chỉ việc chat, nói chuyện cùng mọi người là anh em cũng đã có cơ hội nhận được một cái card free. Đó chính là mỗi tuần mình sẽ tổng ra ai là người có tương tác cao nhất và người đấy sẽ được nhận một cái card 20k đấy. Cho nên anh em hãy làm theo những bước mình: một là like video này, hai subscribe kênh, nhấn vào nút chuông ấy, hoặc việc sub ra đăng ký kênh nhấn vào nút chuông ấy. Rồi sau đó anh em coi hết video và tìm gift code và tham gia Discord tập trung tương tác nói chuyện cùng anh em hoặc là chơi cùng anh em trong đấy là cũng có cơ hội để nhận card. Ok, giờ thì vào video luôn cho nó máu nhá. Các bạn muốn mua robot siêu rẻ trên Việt Tín, hãy đến ngành shop Robux của VN với vòng quay robot 20k, cơ hội nhận đến 8.000 robux. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến shop Robux của VN để đặt mặt buổi KL và nhận sử dụng bởi khá. Ok, và hello anh em quay trở lại với nhau rồi. Và thì hôm nay ấy, chúng ta sẽ làm một cái video về tất cả các code còn sử dụng được ở trong tựa game Block Fruit nha anh em. Đấy, thì nào 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 nào, anh em chưa cần phải thắc mắc đâu. Chắc là anh em lại thắc mắc là hôm nay có một anh bạn là YouTuber sắp được 2 tỷ người đăng ký. Chuẩn bị làm cốt cho nên là mình bú theo đúng không? Không không không, anh em ơi, thế cũng được này đúng không? Ai thì anh em cũng biết rồi đấy, anh bạn Nhật Nhật Senpai của chúng ta anh em ạ. Đấy, YouTuber sắp được 1-2 tỷ người đăng ký nhầm đấy, sắp được cột mốc 2 tỷ người đăng ký rồi. Anh em có thể vào kênh của anh bạn đấy để hoàn thành cột mốc 2 tỷ người đăng ký giúp anh bạn đấy nhá. Hôm nay thì mình thấy anh em làm cốt nhiều quá là cũng phải bú theo. 2 tỷ người đăng ký mà anh em đấy, YouTuber đầu tiên của thế giới được 2 tỷ người đăng ký thì mình phải bú liếm content ấy. Đùa thôi anh em. Thì bây giờ ấy, mình tiện mình đang quay video ở cái ác mới ấy. Đây là mình lập ác mới, mình lập ác mới đây. Còn cái ác cũ của mình đây, mình đang đăng nhập nó ở trên một cái thiết bị khác. Đấy thì mình tiện là mình cho anh em tất cả cốt luôn, chứ mình cũng chả gọi là bú liếm cho anh bạn Nhật Nhật đâu. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. YouTuber 2 tỷ người đăng ký xong mình bú theo được anh em. Đấy, thế bây giờ mình sẽ gọi là cho anh em tất cả code trước nhá. Còn sử dụng được nhá. Đến thời điểm hiện tại này là còn sử dụng được nhá. Còn lại những cái hết hạn rồi thì mình sẽ không cho nữa nhá. Thế anh em, giờ anh em phải thắc mắc là tại sao không đủ code. Thì tất nhiên rồi là sẽ có nhiều cái nó bị hết hạn, mình không thể cho được. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cho anh em này cái code đầu tiên đây, nó sẽ cho chúng ta là 15 phút x2 FP anh em ạ. Đây, mình thì mình sẽ để cái này nhá, bởi vì mấy video cốt trước của mình nhiều anh em bảo là bị nhỏ quá, chứ nó bị nhỏ, thì bây giờ mình sẽ để nó trên này. Mình cứ nhập cái code nào vào thì mình sẽ để trên đấy cho anh em. Ok, đây đây, code đầu tiên cho hát mai nè anh em. Cái code cho Hotmine này cho chúng ta là 20 phút anh em ạ, 20 phút x2 FP. Tiếp theo là code tan tan tai ga minh này, tân tai ga minh, tan 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 tai ga minh, tân tai ga minh ấy. Ok rồi, vậy là chúng ta được thêm 10, được thêm 20 phút, được thêm 20 phút nữa anh em ạ, được thêm 20 phút. Đây, code tiếp theo là Asiore, lại được thêm 20 phút x2 đấy anh em ơi. Rồi, supply die drop. Đây, supply die drop. Rồi, rồi supply Kizaru. Thì anh em nào mà nhập không kịp thì anh em có thể dừng video hoặc là
là tua lại video nhé, bởi vì video này mình có xóa video bao giờ đâu. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đúng rồi, anh em cứ nhập đi nhập lại lời mắng ấy, cần gì anh em phải lo nhỉ. Đây, đây là Super High Uncle Kizaru này. Đấy, được chưa? Rồi, Super High Noob Master. Super High Noob Master. Rồi, tiếp theo là Super High. Super High này là bên nước ngoài ta gọi là Super Chu anh em. Super Chu. Số 2 là Chu anh em, nhưng mà nó đồng đồng âm, kiểu đồng âm với chữ chữ tu ấy, mình sẽ đọc là chữ tu, còn đọc bên bên ngoài người ta đọc là chu luôn, kiểu kiểu thế. Thì cái này thì chắc anh em biết rồi, mình gọi là nói thêm cho những em chưa biết thôi. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Rồi tiếp theo này, Super Gamer Robot. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập hết những cái code mà X2FP trước nhé. Những code refund start thì nữa mình sẽ nhập cho anh em sau. Đây. The Grey A này. Rồi. Và update 16 code mới này. Code này code mới này. Code mới nhưng mà... Rồi. Đợi mình tí nhá. Rồi. Ok. Đó. Đó là tất cả. À đây. Còn nữa anh em. Một cái code gần đây luôn. Gần đây luôn, mới gần đây luôn này. Đấy chính là 3B Visit. Cái này code mới luôn. Đấy, tổng cộng chúng ta sẽ được 3 tiếng X2FP. Wow. Và còn code nữa nhá. Còn code nữa, còn 3 code nữa đó chính là cái đây, Super High Gamer Robot đây. Super High Gamer Robot Reset đây. Cái này thì nó sẽ cho chúng ta Reset Start nha. Đấy. Nhưng mà mình thì nói chung là chả có start mà reset. Rồi, big new này. Big new cái này anh em sẽ được một cái title nha. Cái title big new ấy, nhưng mà cái title đấy chẳng có màu đâu. Nhìn nó chán lắm anh em ạ. Rồi, phút 10 cái code này thì cực kỳ bổ láo luôn anh em ạ. Anh em nhìn nhá. 642 tiền. Boom, 643 tiền. Qua wow, tuyệt vời, nhận được 1 đồng. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Tuyệt vời luôn, đỉnh luôn anh em, quá là kinh khủng, mình không còn gì để nói rồi. Cái vấn đề này mình không còn gì để nói rồi anh em ạ. Bây giờ gì ấy, mình sẽ cùng cái thanh niên kinh leo kìa, đây. Đây, cái thanh niên kinh leo đây, à không, thằng này là, đây, thanh niên kinh leo đây, đấy, mình là KL nhá. Mình là KL, ok. Bây giờ mình sẽ cho thằng kinh leo nó mượn ạc đấy của mình để nó quay clip chung với mình nhá. Sau đó thì mình sẽ mở cửa hầm ra và mình nhốt nó xuống lại. À quên. Ra mua thuyền mày. Nhanh lên. Đi ra mua thuyền. Đây là tí nha anh em. Đây. Ngoan lắm. Đấy. Làm tốt đi. Anh không nhốt xuống tầng hầm. Làm không tốt. Anh nhốt xuống tầng hầm bây giờ. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọi là mình chở lên cái kinh leo này đi. Đến cái chỗ random chết quỷ để mình bóc lột sức lao động của nó anh em ạ. Đấy. Bây giờ là nó phải đi đi cho mình cái ác quỷ thôi anh em. Bởi vì cái ác này là mình sẽ cài chắc là mình sẽ cài cái ác này, hoặc là cái ác này thì mình sẽ cho thằng Nhật anh em ạ. Bởi vì anh em, nếu như anh em chưa biết thì thằng Nhật mới hôm nay đang có một cái vụ bị mất ác, không biết lấy lại được chưa. Thằng Nhật nó bị mất ác thôi anh em, thì mình sẽ giúp nó cái ác này. Đấy. Khổ lắm thôi. Thanh niên ăn ở kiểu gì mà lại để cho mất ạc mới khổ chứ. Thanh niên ăn ở tốt quá anh em này. Trời là trời, 2 tỷ sấp mà lại để mất ạc. Rồi, ra đu mình, nhanh. Rồi, ok. Để mình xem được trái gì nha anh em. Bây giờ nó mà ra đây mà nó cho mình trái dở mà mình giết nó liền. Nào. Ôi rồi ôi anh em ơi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. 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 Sao nhìn nó cứ ren ren thế nào anh em ạ? Ôi. Anh em nhìn hộ mình để cái này cháy gì cái. Ôi. Anh em nhìn hộ mình cái trái gì cái anh em. Chết rồi.
Cái trái này thì làm sao mà quay? Trời ơi, quái. Cái trái này làm sao mà quay video? Cái thằng này rồi anh em ơi, chán tê nhá. Mình đang tưởng là có một trái hệ Logia để mình quay video cho anh em thì khổ lắm rồi thằng này. Random cũng ngu nữa. Đấy, mặc dù biết là cái chuyện random là từ admin anh em hiểu không? Nhưng mà mình cứ chửi nó đi, tí nữa mình nhốt nó xuống hầm sau. Đấy. Xuống hầm nằm nhanh lên thì chắc là cái video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi anh em ạ. Và nếu anh em thấy hay hãy like và subscribe kênh mình, đừng nó like, đừng nó subscribe, đừng nó chuông để có thể nhận như thông báo nhé. Và nếu anh em không muốn thanh niên kinh leo này bị mình tống xuống hầm ấy thì anh em hãy để lại cho mình một like nhá, một subscribe và nhớ nhấn vào nút chuông luôn nhá. Và giờ thì bye.